Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta có thể kiếm được tiền trên môi trường online. Thì trước khi vào nội dung chính của video này thì chúng ta sẽ cùng với nhau xem một số cái kết quả mà tôi đạt được trong hơn một tuần triển khai cái chiến dịch này, đúng không ạ? Đó, đây là cái kết quả mà tôi đã đạt được. Đó, đây là cái kết quả mà tôi đã đạt được với cái thời gian là hơn một tuần triển khai, đúng không ạ? Đó, kết quả rất là tuyệt vời. Và cái chiến dịch này, cái cơ hội này là gì thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau bước vào nội dung chính. Ok, thì cái cơ hội mà tôi muốn giới thiệu đến bạn đó chính là cái cơ hội làm affiliate với lại một cái đơn vị bán hosting, đúng không ạ? Đó là Host Armada. Thì để tôi đây, tôi sẽ vào cái trang chủ. Đó, đây là một cái đơn vị cung cấp hosting, đúng không ạ? Chất lượng cao với rất là nhiều các gói khác nhau, được, đúng không ạ? Lưu trữ trên ổ đĩa SSD rất là mạnh mẽ. Và khi mà chúng ta giới thiệu một cái offer cho một ai đó thông qua cái đường link của chúng ta, đúng không ạ? Ai đó mua thông qua đường link của chúng ta thì họ sẽ, thì cái đơn vị cung cấp này sẽ trả hoa hồng cho chúng ta. Đó, thì các bạn kéo xuống chân trang này, các bạn click vào cái chương trình liên kết hay trong cái giao diện tiếng Anh thì nó là affiliate, đúng không ạ? Đấy, để tôi sẽ dịch về tiếng Việt cho các bạn thấy. Đấy, chương trình tiếp thị liên kết, đây chương trình trả thưởng của nó rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta giới thiệu thì đa phần chúng ta sẽ giới thiệu trên cái gói này, đúng không ạ? Doanh số từ 1 tới 5, tức là từ sale thứ nhất đến sale thứ 5 thì chúng ta sẽ được $50, đúng không ạ? Và nó sẽ tăng dần theo từng sale. Sale của chúng ta nhiều lên thì chúng ta sẽ nhận được cái số tiền chiết khấu, số tiền hoa hồng cao lên, và tối đa là $125, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì làm thế nào để có thể thực hiện làm tiếp thị liên kết với lại Host Armada thì rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Các bạn hãy đăng ký một cái tài khoản, đúng không ạ? Đăng ký một cái tài khoản bằng cách là các bạn vào trang chủ của Host Armada và cái đường link nhất đã đặt ở phía dưới cái video này, đúng không ạ? Các bạn click vào cái đường link đấy để các bạn có thể nhận được cái hỗ trợ từ nhất cũng như là đội nhóm của nhất, đúng không ạ? Và các bạn vào trang chủ rồi thì các bạn kéo xuống cái phần cuối trang, đúng không ạ? Nó có phần Affiliate Program này, các bạn click vào. Rồi tiếp đến thì các bạn kéo xuống một chút, nó có cái phần bắt đầu này, các bạn click vào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành tạo lập một cái tài khoản Affiliate để có thể có cơ hội giới thiệu cái hosting này, đúng không ạ? Cái nhà cung cấp này đến với những người có mong muốn làm website, mua cái gói lưu trữ website, đúng không ạ? Rồi, rất là đơn giản thôi. Thì đầu tiên ở đây, đúng không ạ? Các bạn hãy gõ cái tên của bạn, họ của bạn. Đó, ví dụ Đào Xuân Nhất, đúng không ạ? Thì các bạn gõ first name là Nhất, last name là Đào Xuân. Đó, vô cùng đơn giản. Còn đây là cái đường link mà sẽ xuất hiện dưới cái dạng như thế này, đúng không ạ? Đấy, domain.com. Và cái đây là cái giống như cái tên người dùng, đúng không ạ? Thì nó tương tự như thế này. Đây, Nhất sẽ vào trong cái đây. Đây, cái phần ở sau này này, nó chính là cái phần ID của chúng ta. Thì các bạn gõ tùy ý thôi, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn có thể để tên của bạn hoặc là cái ký hiệu gì đó, đúng không ạ? Để đánh dấu đó. Thì nó sẽ có dạng là Host Armada xuyệt, đúng không ạ? Và cái ID của chúng ta đó, thì tí Nhất sẽ cho các bạn xem. Và đây thì các bạn click cái username, đúng không ạ? Cái username thì các bạn có thể để email cũng được đó. Ví dụ đây là Foricenter là có bên chúng con, đúng không ạ? Rồi tiếp đến, ở cái phần tiếp theo này thì các bạn có thể điền vô cái tên của bạn luôn, đúng không ạ? Công ty Xuân Nhất. Website, nếu như bạn chưa có website thì các bạn để cái đường link Facebook của bạn cũng được, đúng không ạ? Ở đây thì Nhất có website rồi thì Nhất sẽ để là xuânnhất.net.
Rồi, địa chỉ thôi, đường phố. Thì ở đây chúng ta để cái địa chỉ của chúng ta. Ở đây thứ nhất mô tả thôi nhé. Thì ở đây các bạn có thể điền đầy đủ cái thông tin địa chỉ của bạn. Đó. Rồi, ở đây là Đà Lạt, đúng không? Rồi, ở đây thì các bạn để Lâm Đồng. Đây, đây là cái tỉnh, đúng không ạ? Rồi, quốc gia thì các bạn để Việt Nam. Đó. Zip code thì nhất ở Lâm Đồng. Nếu như các bạn không biết zip code của bạn thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link đó là xuânnhất.net / zip code .html. Đó. Các bạn truy cập vào cái đường link này. Rồi các bạn cần chốt app đấy không ạ? Ở đây nhất ở Lâm Đồng. Đó, thì nhất sẽ sao chép cái mã zip code này. Sao chép và dán vào cái phần này, các bạn dán vào. Và số điện thoại của chúng ta. Không. Số điện thoại của bạn là gì thì các bạn điền vào đây đúng không ạ? Đó. Ở đây thì các bạn có chống được, các bạn click vào tôi không phải là robot. Ở đây thì các bạn cần phải có một cái thẻ là PayPal đúng không ạ? PayPal để các bạn có thể làm affiliate. Đó, và các bạn click ở đây thì các bạn điền cái địa chỉ email mà là PayPal của bạn. Nếu như các bạn chưa biết cái cách làm PayPal đúng không ạ? Thì các bạn vào cái website của Nhất đúng không ạ? Và các bạn tiến hành click vào mục có thể bạn chưa biết và đọc cái bài viết hướng dẫn đăng ký verify tài khoản PayPal này. Đó. Hoặc là truy cập thẳng vào cái đường link này luôn. xuânnhất.net/paypal.html. Các bạn đọc cái này và đăng ký cho mình một tài khoản PayPal đúng không ạ? Và để đăng ký được PayPal và kích hoạt được PayPal thì các bạn cần phải có một cái tài khoản Visa. Đó. Cần có một cái tài khoản Visa. Nếu bạn chưa có tài khoản Visa thì các bạn có thể ra ngay ngân hàng ACB đăng ký cho mình một cái thẻ Visa. Thì trong khoảng 20 phút làm thôi là các bạn đã có một cái thẻ rồi và các bạn ra kích hoạt và về các bạn đăng ký một tài khoản PayPal là được. Đó, thì yêu cầu của bạn là phải có tài khoản PayPal nhé. Rồi tiếp đến thì các bạn click vào đồng ý điều khoản. À, cái này thì các bạn phải điền vào này và các bạn tiến hành đăng ký thôi, đúng không ạ? Ok, thì cái việc đăng ký tài khoản affiliate với lại Hot Amara thì các bạn đăng ký hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Tức là các bạn không cần phải mua hosting hay là cái gói lưu trữ nào ở trên Hot Amara thì các bạn vẫn được làm affiliate với nó. Điều này rất là tuyệt vời. Và sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn sẽ nhận được một cái email đây, đúng không ạ? Đó, email đây. Đó, thì các bạn sẽ nhận được số cái thông tin này và các bạn sẽ click vào đây để các bạn set password thôi. Đó, set password, đúng không ạ? Ở đây thì Nhất đã tiến hành set password rồi. Và bây giờ Nhất chỉ tiến hành đăng nhập mà thôi. Đó, thì các bạn lưu ý là kiểm tra email nhé. Đó là chúng ta đã có cơ hội để làm tiếp thị liên kết với cái đơn vị cung cấp hosting Hot Amara rồi. Đó, cái chương trình trả thưởng nó rất là hấp dẫn. Đó. Và đây là cái kết quả của Nhất sau. Đây là kết quả của Nhất sau hơn một tuần triển khai. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ngày chỉ làm độ vài tiếng thôi. Đó. Ok. Và khi mà các bạn đăng ký xong thì các bạn nên vào trong đăng ký tài khoản thiết bị liên kết xong thì các bạn nên vào cái group này đúng không ạ? Các bạn lên Facebook, các bạn có Affiliate Mastery Free Center thì vào đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách triển khai làm Affiliate. Đó. Và nếu như bạn chưa có cái website hoặc là chưa biết làm website thì các bạn có thể click vào cái đường link bên dưới cái video này và tiến hành đăng ký một cái hosting. Và đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo website, làm website, nhân bản website và thực hiện Affiliate, đúng không ạ? Không phải Affiliate cho đơn vị hosting hay không mà rất nhiều chương trình khác nữa để chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đó, điều đó rất là tuyệt vời. Và bây giờ Nhất sẽ tiến hành đăng nhập vào một cái tài khoản mà Nhất đã đăng ký rồi, đúng không ạ? Các bạn cứ làm theo lần lượt các bước mà nó đã để ở đây, đúng không ạ? Thiếu cái gì thì các bạn cần phải chuẩn bị, đúng không ạ? Cái đó PayPal, thẻ Visa thì các bạn chắc chắn phải có rồi. Và có thì các bạn mới đăng ký được tài khoản, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì Nhất sẽ tiến hành đăng nhập luôn, đúng không ạ? Bởi vì Nhất đã tiến hành đăng ký rồi. Và đây là một cái tài khoản demo thôi. Còn chính thức làm thì Nhất làm ở một cái tài khoản khác, đúng không ạ? Ok, bây giờ Nhất sẽ tiến hành đăng nhập để các bạn có thể thấy được cái giao diện, đúng không ạ? Thấy cái giao diện này.
gọi mật khẩu vào. Đó, để làm được cái này thì các bạn nên có một cái website đúng không ạ? Nếu như bạn nào chưa có website thì các bạn có thể đăng ký mua hosting thông qua cái đường link mà Nhất đã đặt ở dưới cái video này đúng không ạ? Để các bạn có được một cái hosting và một cái tên miền, và chúng ta sẽ tiến hành thực hiện các bước làm website mà ở trong Forex Center hướng dẫn các bạn đúng không ạ? Các bạn vào trong cái group này, Nhất nhắc lại đúng không ạ? Để các bạn nhận được cái hướng dẫn đó. Hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Nhất thông qua cái số Zalo là 0976587050 đúng không ạ? Đây cái số điện thoại này, số Zalo đúng không ạ? Kết bạn với Nhất 0976587050 nhé, số Zalo để Nhất hỗ trợ đúng không ạ? Rồi ok, và cái công việc của bạn sau khi tạo xong là chúng ta chỉ cần lấy cái đường link đúng không ạ, lấy đường link này gửi cho những cái khách hàng mà có mong muốn làm website và sở website để bán hàng vân vân, blog cá nhân chẳng hạn, thì các bạn đưa đường link này cho họ, họ mua qua cái đường link của chúng ta thành công thì chúng ta sẽ được nhận hoa hồng. Đó, điều rất tuyệt vời. Cái công việc của bạn là copy đường link này. Đó, copy đường link này và đi giới thiệu thôi. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể rút gọn link thông qua một cái tài khoản đó chính là bit.ly. Rút gọn link đi cho nó ngắn lại đúng không ạ? Bit.ly đó ạ. Đấy, các bạn sao chép và các bạn tiến hành rút ngắn link đi. Ok, chờ một chút xíu. Mạng phải hơi lag đúng không ạ? Đây, các bạn vào trong cái trang này nhé, trang bit.ly này, để tiến hành rút gọn link cho nó ngắn lại. Thì các bạn tạo tài khoản vô cái trang bit.ly.com này và tạo một cái tài khoản. Thì đây là Nhất đã tạo rồi, Nhất sẽ không hướng dẫn ở cái video này đúng không ạ? Và đây là cái đường link này, đường link của Nhất đây đúng không ạ? Link của Nhất đây, và Nhất đã tiến hành tạo đây, Chris nó tạo cái đường link ngắn đi. Đó, thì nó ngắn như này thôi đúng không ạ? Để che cái đường link affiliate của chúng ta đi, và khi mà mọi người nhìn thấy đường link này thì nó dễ nhớ hơn đúng không ạ? Chúng ta có thể đổi hosting Amazon đúng không ạ? Thì các bạn xếp lại, lưu lại là xong. Và các bạn lấy cái đường link ngắn này để đi giới thiệu. Đó, thì mọi người sẽ thấy dễ nhớ hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đấy, đấy là các bước rất là đơn giản. Và khi mà các bạn vào trong Forex Center đúng không ạ, thì các bạn sẽ có thể vào được trong cái nhóm làm web đúng không ạ? Rồi, vào nhóm web này. Thì ở đây thì các bạn sẽ được hướng dẫn làm một cái web hoàn chỉnh. Hướng dẫn làm một cái web hoàn chỉnh này. Thiết lập website trên hosting này, và làm ra những cái web dưới dạng như thế này đúng không ạ? Cái web dưới dạng đó, cái web mà các bạn có thể làm được. Và khi Forex Center hướng dẫn bạn thì bạn hoàn toàn có thể làm được cái web như này trong vòng 30 phút thực hiện thôi đúng không ạ? Vô cùng dễ dàng. Và công việc của chúng ta là thay những cái đường link ở trong những cái bài viết đây đúng không ạ? Như bài viết có sẵn ở đây này là cái đường link của bạn để các bạn giới thiệu thôi. Mà khi mà vào trong Forex Center đúng không ạ, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tất cả những cái cách thức để các bạn có thể làm affiliate, cái cách để có sale đầu tiên như thế nào, và những cái cách làm thế nào để chúng ta có thể gia tăng thu nhập với cái hình thức affiliate, và tham gia rất là nhiều cái hình thức affiliate khác nữa đúng không ạ? Đây là điều rất là tuyệt vời mà Forex Center đã trao đi cho các bạn, và các bạn hãy cố gắng đúng không ạ? Hãy đón nhận cái cơ hội này để chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng lớn mạnh và có thể kiếm được tiền cho chúng ta. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.